Hôm nay vắng khách, chơi điện tử cho vui. Khởi động máy lên, chiến thôi. Bà chủ, chơi Mario à, vui thế. Đến rồi à, chơi ván không? Ha ha, tàu rồi. Anh mua gì? Lấy tôi một bánh xà bông. Chờ chút, tôi chơi cho mà xem. Xà bông này. Tôi chơi nốt ván, pha tôi cốc cacao nóng đi. Được rồi. Cacao đây, đến tôi chơi. Lại không cho sữa à? Bò đang hết sữa. Lấy tôi một túi bánh quy. Anh tự lấy đi. Giòn giòn thơm thơm. Cho vào cacao ăn. Ngon tuyệt vời. Tôi hết bao nhiêu tiền? Của anh 12 đồng. Đây là 15 đồng, tôi sẽ lấy thêm một cái bánh. Được thôi. Bánh nhìn đẹp đấy. Làm cái kẹo cao su, tiếp tục chiến đấu. Dọn hàng nào. Mình thật là hậu đậu. Sao mà rơi hết ra thế này? Anh mua gì? Đi trước tôi chai nước tương, tôi nhặt giúp cho. Được thôi. Chén thử cái. Nước tương của anh đây. Ăn thêm hai miếng thịt đường tăng, một gói cua rang. Anh tự chọn cho mình. Cay cay ngon ngon. Giòn ngon đã mồm. Trả tiền này, tôi về đây. Ê quên nước tương này. Chén túi đào giòn. Vừa thơm vừa ngon. Trời nóng làm bát nước giải khát. Bỏ đá đập vụn vào. Thêm túi thạch dừa nữa. Cuối cùng cho nước có ga. Thế là đã xong. Uống thử xem nào, sảng khoái. Chào bà chủ, uống gì ngon thế? Nước giải khát tôi mới chế. Nóng quá, lấy tôi bịch nước đá. Chờ chút. Nước đá này. Margherita. Lấy thêm gói bột ô mai. Có ngay. Của anh này. Bóc luôn giúp tôi. Được thôi. Giải lên trên đây. Thử xem nào. Ôi chua quá, mà ngon hơn hẳn. Ghi sổ nhé, tôi về đây. Lại nợ nữa, chén thịt đường tăng. Cay cay ngon ngon. Uống một ngụm. Mẹ em kìa. Tôi trốn. Bác đi qua rồi. May quá, bỏ thuốc mê hả? Xem tôi trị anh. Anh ăn thử chân gà ủ cây này. Được cùng ăn. Cây cây ngon ngon. Ngon không dứt mồm. Anh cây không, uống ngụm nước đi. Thế nào, uống nước này có ngon không? Nước này à? Lòi đuôi cáo chưa? Uống ngon cực, nãy cho bột đậu phộng, em thử đi. Hả? Em không cay, ăn chân gà tiếp. Nhặt rau về cho mẹ nấu nào. Ồ, khoai lang, hai củ luôn. Nướng ăn thì khỏi chê. Chuẩn bị thôi. Nồi lửa lên nào. Quạt để chín cho nhanh. Chín rồi. Nóng quá, khoai nóng thật. Anh đang nói gì vậy? Ăn thử khoai nướng của tôi không? Xem nào, thơm thật. Quá ngon. Này, pha cho tôi ly cacao. Được thôi, chờ chút. Của anh này. Lại không cho sữa à? Sữa bò chưa vắt. Quá ấm áp, tôi ăn thêm một túi đào giòn. Anh tự lấy đi. Giòn giòn, ngon ngon. Tôi về đây. Chưa trả tiền mà. Đổi với khoai của tôi còn gì. Ừ, mình bị lừa. Giấu thanh cua ngoài cửa sổ, khỏi lo bị ăn vụng. Giấu gì thế nhỉ? Ô thanh cua tẩm cay, để lại cái này. Chén nào. Mềm mại tơi xốp.
cọc điện thoại. Cay cay ngon ngon, đậm đà mỹ vị. Đói rồi lấy cua ăn thôi. Hương cua nồng nàn. Cái gì thế này? Hả? Ngon không dứt mồm. Cua của tôi đâu, biết ai rồi. Gì thế nhỉ, tôi biết lỗi rồi, tha mạng. Dám ăn vụng này. Chén bánh trà bông nào, sao lại thiếu một cái? Ai đã ăn vụng bánh của tôi? Tôi đang làm việc, không để ý. Mình ăn bánh này ngán rồi. Anh đang giảm cân, bánh này ngậy lắm. Để suy nghĩ thêm. Bông lan xốp giòn, nhân kem béo ngậy, ngon không dứt mồm. Mọi người, tôi đã biết là ai. Là ai? Đại ca, xin tha mạng. Sợ quá, chạy thôi. Đi chưa ta? Cầm tạm đĩa chân gà. Không biết sao rồi. Đĩa chân gà đâu? Đứng lại. Ngồi đây chén thôi. Cay cay ngon ngon, dai dai sần sật. Ăn ngon không? Quá ngon luôn. Thế trả tiền đi. Em không có tiền. Làm bánh gạo cay ăn nào. Xịt tương ớt lên, đổ nước vào túi làm nóng, đóng nắp và chờ đợi. Nghĩ cách mới được. Vợ gọi gì thế nhỉ? Chồng ơi, vợ nhờ chút, chốt cửa lại. Ghi âm à, không ổn rồi, mở cửa. Chén thôi nào. Thơm quá đi. Dai dai sần sật. Cay cay ngon ngon. Chìa khóa đây rồi. Ngon không dứt mồm. Ăn ngon không? Chồng tham mạng. Khoan đã, để xuống ngay. Sao vậy? Đổ tương lên trước. Đóng nắp rồi chờ đợi. Được chưa? Chưa được. Rồi mở ra đi. Trời ạ, ngon hết sảy. Để phần cho vợ. Đừng có mơ. Cay cay ngon ngon. Ngon không dứt mồm. Ăn no chưa? Vợ tha mạng. Ăn thêm đấm này. Mới mua gà kho tiêu à? Có cách rồi, bắt đầu giả ốm sốt. Chồng sao vậy? Sốt cao quá. Để đi mua thuốc. Ôi mệt quá, ăn vụng thôi. Đậm đà mỹ vị. Mùi gì thế nhỉ? Gà kho tiêu của mình. Cay nhưng mà ngon. Nhanh lên nào. Ngon không dứt mồm. Ăn ngon không? Mệt quá đi. Này thì ốm này. Đừng có ăn vụng. Con biết rồi, mẹ đừng mơ. Nấu mì cay nào. Cay cay ngon ngon. Mùi gì thế nhỉ? Mì cay của mình. Đậm đà mỹ vị. Nhanh nào. Ăn ngon không? Ôi mẹ. Bạn đang làm gì vậy? Tôi muốn ăn mì lạnh. Để tôi dạy cho bạn. Đầu tiên cho mì vào bát đá, trải lên mấy lát dưa chuột. Mở bịch chân gà. Thiết nước cốt lên mì. Đổ chân gà ra đĩa. Thế là đã xong. Mì lạnh thật tuyệt. Chân gà ngon khỏi chê. Hôm nay sẽ pha nước ngọt, gạt cần bơm cho nước chảy ra. Hứng chai thủy tinh lên, đầy chai nước là được. Thả đường kính vào, cắm ống hút, thế là xong. Đi mua đồ ăn vặt thôi. Bày hàng nào. Chén miếng thịt cay. Cay nhưng mà ngon. Chào bà chủ, lấy tôi bịch kem đá, hai miếng thịt cay. Thịt cay đằng kia. Cay cay ngon ngon. Ôi cay quá. Uống ngụm nước ngọt. Kem đá đây. Cảm ơn. Ôi mát ghê. Quá đã.
tôi về đây. Mai lại tới nhé. Ăn thử kẹo phân chuột. Ôi chua quá. Có kèm còi đồ chơi. Dạo này hay bị ăn vụng, đổ sa tế vào mì, xem lần này có tóm được không. Alo, giao hàng tới rồi hả? Được, tôi ra ngay. Sợi mì dẻo dẻo. Giờ nhòm xem là ai. Cay nhưng mà ngon. Vào bắt quả tang, hết đường chối cãi. À, cửa bị khóa rồi. Mở bằng thẻ vậy. Ngon không dứt miệng. Ai đã ăn vụng mì của tôi? Tôi không biết ăn cay. Tôi đang bận dùng máy tính. Tôi ăn chay. Tôi đã biết là ai. Là ai?